Xin chào cả nhà. Mấy hôm nay mưa quá, hơn chục ngày hôm nay mưa rồi, nắng được một tí lại mưa. Đấy, giới thiệu với các bạn cái con thú cưng của mình nuôi này, đẹp không? Đuôi rất dài nhá. Đẹp chưa? Giới thiệu với các bạn một cái loại bệnh vào mùa mưa. Đó chính là cái bệnh đốm đen. Đấy, các bạn thấy rằng cái bệnh đốm đen này, vào mùa mưa cái này là nguyên nhân là do mưa nhiều nó bị. Và cái bệnh thứ hai mùa mưa chúng ta hay thấy đó chính là cái bệnh vàng lá gân xanh. Cái này thì trên YouTube bạn Cảnh cũng như là các bạn khác đã nói rất nhiều rồi. Hai cái bệnh này thì nếu mà mưa nhiều như ở trên chỗ mình nó mưa hơn chục ngày thế này thì chịu, không phun được. Còn nếu như tạnh nắng thì chúng ta muốn khắc phục cái bệnh này thì việc đầu tiên là chúng ta phun Anvin. Anvin kết hợp với các loại thuốc thấm sâu hoặc lưu dẫn, nó bám vào đây phun. Còn phun phòng cái bệnh này thì chúng ta phun bằng các loại thuốc chứa thành phần mancozeb, là nó rất là ok. Đấy. Chào các bạn.